chào cô bác chị các bạn. Sơn rất vui gặp lại cô bác chị các bạn. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe giàu nan. Thì hôm nay mình nữa mua được hơn ký rưỡi thịt. Mình mua ký rưỡi mà ta cắt hơi dư. Cái da mình lỡ bỏ da. Này, hôm nay hai anh em mình với anh Ba Móc nướng thịt nướng rượu vang đỏ thi ăn. Còn ai ăn thua thì phải chịu phạt. Chịu phạt này hơi nặng á. Hôm nay mình đưa ra cuộc chơi với anh Ba cho nó vui chứ không có thưởng tiền nữa. Để mình chuẩn bị là mình ăn kèm rồi có miếng khóm với rau thơm. Và quế khâu, quế bông tây vị này mình gan rồi. Gan rồi mình giã nhuyễn chung với hành tỏi này. Dắt lấy nước, ốp đừng cho nó khét. Để có rượu vang. Và dầu hào, nước tương, dầu ăn. Mình cho miếng rượu vang đỏ vô đây. Khỏi mình khỏi xay nước dừa. Nước dừa mình đổ vô đây mình lọt cái này hoặc nước lạnh. Mình luộc bằng cái rượu vang luôn. Rồi, bột ngọt. Hạt nêm. Nước tương. Dầu hào. Dầu ăn. Dầu ăn cho nhiều một chút. Vậy cho nó tan đều á. Cái hỗn hợp này cho nó hòa chung lại mình ốp vô cái cục thịt nó thấm dễ hơn. Rồi mình để đây tầm hơn một tiếng sau mình mới nướng. Giấc này anh Ba anh còn chuẩn ruộng. Để cho ốp cho nó thiệt là thấm luôn. Chào cả nhà, chào cô chú. Ở đi ruộng mới gì đấy, có màu sẵn là cô chú ơi. Cái này nè ha, anh Ba. Cái này căng nè, em căng ngang. Hôm nay hai anh em mình thử ăn được gì hết trước nha. Còn hỏi không hết trước thì người thắng cuộc có quyền đưa trò chơi ha. Căng rồi cho nó công bằng. Cần cái dĩa sẵn trước chưa? Thôi đâu cần, mình cần hai dĩa bằng nhau à. Nó trừ đó. Không cần trừ, hai dĩa bằng nhau không cần trừ. Đó, anh cầm xuống đây, ký móc 50. Chưa, ký 2 hay chưa? Cái cục bự đỡ cục nhỏ. Ăn đồng chia đủ luôn. Đó, giác chút, coi như ký 2 yếu này, cái này ký 2 yếu nè. Thấy chưa? Ở hợp lý bằng nhau. Rồi hồi ai anh ai nấy nướng nó ăn luôn nha. Cục ngang. Ừ, phân chia phân đó hoàng hoàng. Đó. Dẫn không? Hồi ai thắng thì đưa ra hình phạt nha. Rồi đưa ra hình phạt con móc rồi phải leo cây cao, chuyền qua cây dừa. Đâu? Bẻ cây bưởi. Cái gì? Leo biển luôn á. Quá sao hấp dẫn luôn. Đó. Cái đồ này có nhúng nhúng luôn nè. Có cái thau nước ốp như này nè, chở bời thuộc xuống này luôn ha anh Ba.
chứ sao, rửa dĩa luôn ở dưới này luôn à. Rửa luôn hả? Rửa luôn rồi. Thôi em rửa cái chín em đợi qua bên em ăn luôn à. Vậy nó ngon chứ anh bỏ xuống dưới nó không có ngon đâu. Nè có khóm với rau thơm nè. Khóm rau thơm bằng chặt có để sau lưng nha. Để sau lưng đi. Rồi. Nè nướng khét ăn thì nướng khét thì tự ăn luôn nha. Nướng sao đó ăn đó ừ. Với mắt mới gì. Đúng rồi, tự nướng tự ăn à. Mở trồng dâu. Chết nữa. Em loại bỏ cái vàng da ăn cho nó ngon. Wow, thơm thơm bay lỗ mũi phức luôn. Ngày rột rột lúc dậy đó xèo 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 ngoài xa dứt được hả nè chưa đâu cha. Ngồi dưới mấy sông này rất là mát. Hai anh em ăn ngay lò lửa nhưng mà vẫn còn mát chứ không có nó đổi nóng. Nước đường lớn. Nước cái sông này là ta kêu bằng sông hồi xưa là chín sông phải không ta? Chín sông, chín sông. Chín sông. Chín sông ở trên đó rồi vậy cầu suối. Không mà cũng là con gạch chín sông. Một con kinh vậy đó. Chín sông. Hồi đó là cái này em nghe ông bà nội rồi em của em kể lại á, hồi đó là cái này không phải cái đường kinh. Đồng mà cái voi đi ghét thành nó đường kinh luôn á. Mòn rồi cái nhà nước mới đào luôn khúc trên đó. Ừ. Rồi, mới đặt kinh Nguyễn Sâm đó. Ừ, chứ không phải là cái này là con kinh tự nhiên đâu. Đường voi đi hồi xưa. Nghe ông bà xưa kể lại mà. Ừ. Sẵn có đường sâu đó rồi đào luôn làm kinh luôn á. Có ông có gấp qua bệnh nó có ông bớt không? Không, hàng đây nè cha. Khối không thấy đường sợ ông gấp. Hàng này của anh nè, cùng là của anh nè. Sợ ông gấp con qua bệnh không à? Thôi có đâu. Em muốn gấp của anh luôn chứ thơm quá. Nói vậy, sợ ông gấp của tôi qua bệnh á. Có đâu. Đồ ăn xong rồi. À, hai anh em mình cũng xin tổng mời cô bác chị các bạn ăn thịt heo nướng với hai anh em mình. Rồi mời cả nhà ăn sáng với thịt heo nướng. Nè nè cái phần chia ăn hoàng nghe cái này nói ha. Vì đợi giờ xa luôn hả nè, xa luôn nè nó. Đây người ta để cho nó nóng vừa ăn vừa thổi vừa ăn luôn mới ngon. Rồi 1 2 3 là xuất ăn. Rồi ai ăn thì lúc đó mới ra hình phạt ha. Người nào ăn tháng trước hết trước thì mới có cái quyền ra trò chơi. Rồi cái hình phạt phải không? Ừ. Rồi. 1 2 2 3. Quá khá ngon. Vừa nóng vừa thổi vừa ăn luôn. Còn cái chảy mỡ không bao? Qua kia trả. Ừ.
không biết ăn vậy chú bà móc à. Nóng quá ăn khó ăn bà móc gấp ra ngoài cho nguội sao ta cho nguội nóng quá nóng rồi bà nãy giao họ không cho gấp ra ngoài mới được gấp hai cục quá à. Còn ấm ấm nóng ấm mới ngon. Bữa nay cái này không dám chơi ẩu. Hả? Sao anh? Cái này không dám chơi ẩu, chơi ẩu cái nó lấy cái con hồng chiều nuốt cơm thôi. Quá ấm mà. Thật đã. Còn ấm cục phở. Móc có luyện bổ xong hơn nhiều ngon quá ta theo nướng mà kiểu luyện xong vô duyên có nhiều nha ba giống ngày theo không ạ thế mà hết vậy thịt nạc nó mới miếng thịt nạc phải ngay ngay đi qua đường cái la lăn xuống dưới sông luôn à Ê! Tao đếm hồi hả? Còn bốn đứa ở trên quá. Ui! Thấy người ta tha phản hồng. Ui! Này! Mở lên! Ồ! Cái nước đường cay cắn cay tới! Dạ. Ngon quá. Như vậy, như vậy. Bà móc sợ sợ mình gấp gấp như vậy là. Đồng ký với nhau hết kiểu. Còn ăn trộm. Sợ ra sợ gấp như vậy. Sợ ăn trộm. Đặt thanh thì ít lý không gì ăn này nhớ hay nổ quá ta chắc đi bữa nay đi làm quá làm máy lâu lâu mới nghỉ được ngày cắn một cái tới đó luôn chú giáo là anh còn bốn miếng không có dấu đâu ông ba còn có ba cục vậy rồi không xong nữa rồi ba túi chia cho vợ ba không đâu mà túi đỡ tao luộc da túi gì ai biết đâu luôn tôi quần không quần chú rồi đâu có đây có đâu mà bỏ vô trong nữa không khỏi đi đùa ba hồi giờ coi mày có máu hả bỏ vô trong hay ruột hay vợ gì cũng tự lắm á múc lẹ quá ta rồi
Tới không? Cắn cái tới nách. Em còn hai khẩu nữa nha. Cũng ngọng còn như vậy. Thấy này, nãy đây thằng không tính. Sao không tính? ở trên lò nướng nó phải tính chứ. Thì tao biết cái trò rồi chưa? Lúc trước biết cái trò hả? Thôi giờ để cho ta tập trung ta ăn cho nó ngon, cái biết chấp nhận là thua rồi. Bây giờ tập trung ăn cho nó ngon, còn hù nữa. Hù cho này cho kia nữa. Trời trời ơi, không biết leo cây nha. Cái cây ba cái bằng này ông bằng không á. Không có cho leo cây leo con. Dạ. Thua nữa. Lại là thua nữa. Bầu hả? Ông đó rồi tùm lum ra không có trả bao cây. Dạ. Có trò mới. À, dạ. Cái cây này bằng này, ông không có nghe. Ông bằng á. Chấm ăn cái quá đã. Anh còn hai câu bước ra. Không còn. Không có tên đó đâu. Ô, nãy tại cái xuồng lắc lắm, nó đứt qua đây hai cục á. Không có, không có lắc léo gì. Cố phận rồi. Rồi, thua. Lắc léo gì nữa đâu. Ăn da cũng không được, gì cũng không được hết, thấy thua. Không còn lắc léo gì đâu. Thôi, thua. Bà móc hết rồi. Mình còn 4 cục. Không có đường nào thắng khứa. Mình còn 4 cục khứa, còn ít rồi. Thua là thua non luôn. Còn 2 liều. Thua phải không? Thua, thua non. Chịu luôn phải không? Thua non không? Thua hết chỗ này tôi mới tính tới được. Thua non. Mà móc giỏi quá. Mình ăn không kịp mà móc ăn giỏi quá. Còn mấy miếng? Còn 4 miếng. Thua 4 miếng là biết thua non rồi, đâu có đường nào thắng anh được. Chứ anh còn cái chiếc là thấy hết rồi. Thua, chấp nhận thua. Hết phải không? Ừ. Rồi, người chiến thắng có quyền. Nhục ơi. Nghe không? Còn miệng chưa biết thắng đâu. Ai. Tập trung chưa? Rồi, đây là tôi chơi phải chấp nhận thôi. Rồi bây giờ coi đồ ra ra đi, ba cái đồ phục tùng đồ ra đây có trò. Dạ. Coi hả? Vậy rồi mít tập không? Ừ. Để xuống nó đi theo à. Rồi đây mít ra. Rồi. Tắm gì? Đó, bây giờ nhảy lại á. Lại tới cái đám tè đó đó. Cái đám lá cây đó đó, cây bằng này đó thì đó lội ngược lại. Nước chảy thôi lội nổi cha. Lội vô mé nó không đến nổi, không đựng ra giữa thì nó trôi đi luôn lên không nổi. Thôi mà thua chấp nhận thôi. Thua rồi. Đó, tới cái bằng đó thôi. Cũng phải cố gắng hết sức. Nó thì ngang qua cây dừa đó đó phải không? Không. Đó lội ngược lại thôi. Đây lại đẳng lại đây rồi xong. Thua không mình chấp nhận thôi. Giờ con không có cãi cự gì nữa. Rồi bỏ này xuống rồi để bay xuống sông luôn á. Mình nướng thịt heo, mình nướng cái gù quăng đỏ này, nướng với lại quế khâu với một cái vị ăn rất là thơm, rất là ngon. Ngon quá. Nhưng mà ngon nhưng mà thua móc tức quá. Mình xin phép mình cởi áo, để xuống sông rồi ướt áo. Không thì cái lỡ cờ nhảy xuống sông rồi cởi áo đi. À, xin phép cô bác chị mắc lịch sự, cởi áo mắc lịch sự. Tới đâu rồi ăn cha?
tới cây bự đó đó, ngang qua cây dừa bự đó đó. Ờ, tới đó à, không có cho tới lục bình, tới lục bình cái dướng luôn đặng à. Nước chảy rồi nè, thả trôi thì dễ, bởi ruột rồi nước chảy rồi. Ừ, chưa nha, để rồi. Điểm à. Rồi rồi. Thủ thế đi. Rồi nè. 1 2 3 Mát không? Mát không? Lũ dữ thôi ơi. Rồi lên đây đâu biết cái thằng. Rồi quay lại đi luôn lục bình hả? Vô mé đừng ra giữa nước nó chảy mạnh. Giòm giống cá nược không hả tỷ? Sung sướng quá trời. cho nghỉ và 5 phút á. Nước chảy mạnh quá. Vô mé đi. Vô mé đây cho nó nhẹ. Vô sát mé đi. Chưa, thì nghỉ chút đi. Phân dây không? Thả tôi cũng vậy, tôi lôi về lên. Đau 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 cảm giác vào. Xuống nước mà thở dữ ta. Này thở vô miệng vô mũi luôn được. Sao cảm giác sao? Thấy người lưng tưng gì không? Mệt. Hết rồi hả? Mệt quá vai. Vậy sao? Mình là bơi nước xuôi bơi được, nước ngược bơi mệt quá. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào anh em. Thử dữ vậy.